Ok, và hôm nay mình sẽ review cho bạn xem một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị. Là chiếc xe một bánh này. Đây mình chúng ta được một cái ghế ngồi trong cái vòng tròn. Và chúng ta sẽ lái chiếc xe. Đây, thiết kế thật là quá dị quá đi. Trong tương lai ha. Động cơ nè, động cơ đặt ngay đây. Tần số, đạp số các kiểu. Đó. Người hai tay lái nè, mình không thấy hắn để đâu luôn á. Không biết xe này hắn bằng kiểu gì đây. Hắn rồi, nó quay ngược vòng tua lại hả? Ok, chúng ta sẽ lên test chiếc xe kỳ lạ này nha. Mù đạp luôn kìa. Được, chạy như chiếc máy, cái tiếng như chiếc máy chiếc hạt lây vậy. Ôi. Ôi shit. Mình đang lái chiếc gì đây? Ôi. Cốc đầu luôn. Rồi chiếc này có bị té không ta? À, mình không biết đụng vô nó bị té không, để mình thử đụng coi. Ôi, vẫn bị té sắp mặt. Chứ không phải như mấy chiếc xe điện cân bằng. Mấy chiếc này vẫn té sắp mặt nha. Rồi sao dựng lên? Đứng luôn rồi. Ui vãi nồi. Nếu mình thử chạy độ chiếc này ha. Rồi chiếc xe vòng tròn này giống xe bánh xe của Nacha nha. Bạn nghe thấy nói gì không? Ủa đội nó nguy hiểm gì được luôn kìa. Yeah. Quá ngầu. Ý hắn lết bánh luôn kìa, mình không hiểu hắn bằng cách nào nhưng mà mình thấy nó lết bánh á. Thật là xe bá đạo đi mà. Ủa xe này cân bằng ghê gớm quá, chạy thoải mái. Sắp mặt. Sao không sao, tôi không sao đâu, mọi người cứ chạy đi. Tôi tí tôi mới sao thì tôi nhập bất tử, tôi quay lại tôi hốt nguyên cái thành phố này luôn à. Để chạy độ xe coi. Ê. Cái này mà mình chạy kiểu như mình lách vô cái đường hẹp á, phê lắm. Ôi kìa nó quẹo kìa, bà nội nó. Khó lộn luôn đó. Khó lộn luôn. Mình muốn ăn đạn chì vô đâu vậy? Đó, cho mày ăn đó. Không, mình để một đống lỗ trên người nó để cho không gió, cho hóng mát cơ thể. Dạ. Tự nhiên. Ôi, có thằng nào tính chơi mình kìa. Chơi không? Ủa, xe này cũng có đèn như thường. Bây giờ đi vô độ xe mới được. Cốc cái đầu vô luôn. Không, xe không tên luôn mà, xe VIP quá không tên luôn. Sửa xe, nâng cấp cái body. Động cơ luôn. Để kèn nhạc đi. Ô, kèn này mát cho anh luôn. Có biển số luôn chứ. Thì có màu luôn nè, màu cừu rơm luôn nè. Để màu cừu rơm đi ha. Ngon. Màu ghế luôn nè, ui quá ngầu. Ghế để màu gì cho nổi bật lên chiếc xe. Màu trắng sữa đi ha. Hay màu đỏ đi. Thôi màu đỏ nhìn ngầu quá, nhìn màu trắng sữa đi. Chỉnh gầm hấp luôn chứ, xe hơi gì vậy ba. Thơ bồ luôn. Độ bánh xe luôn chứ. Ý, cắt được bánh xe rồi các bạn. Mình cắt bánh xe vô luôn, mình bắt cho luôn nè. Bánh sau luôn. Yeah. Chiếc xe một bánh nó bị mình cho thành xe hai bánh. Quá tròn rồi.
Đó, độ lên thấy không? Từ xe vòng tròn độ hình xe hai bánh luôn á. Ngộ chưa? Giờ ba bánh luôn đó. Một bánh bự, hai bánh nhỏ. Thì nó quẹo nhà nó kìa, ném nó đánh tròn rồi nó ơi. Xe này chúng ta sẽ đi núi đi ha. Đi núi nó mới vui. Xe này đi đường hẹp là thánh luôn. Đệt. Trời ơi, bị cái vòng tròn nó uốn. Tèo 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 cũng mạnh ghê chứ bộ, thấy không? Bao đâm luôn mà, bao đâm là bao đụng xe. Đụng xe ấy lên chạy tiếp. Ô lách mấy cua này đảo á, ôm còn phê hơn mấy chiếc bọc bay nữa. Vét 1.000 kêu ông nội, thấy không? Chạy ghê không? Quấy shit man, mày đụng mày không biết xin lỗi mày, mày không phải nói anh nói sao không, tại mày xe hơi mày đụng xe máy là ư cha rồi chưa nổi xe mình phải xe máy xe cái vòng. Ôi grip kìa, trời ơi grip kìa đã mà. Ok mình lấy chiếc này mình chạy mình grip mấy cua đúng phê luôn các bạn. Nó bị lết mà nó không dừng lại được luôn á. À đó, rip đã không, nghe cái tiếng rip, nghe cái tiếng bánh xe bị lết nè. Đó quá phê luôn, cái này chạy đường này đúng phê luôn các bạn. Ôm cua nè, ui easy một trò đùa, quá dễ dàng luôn. Cân bằng xe này nó cân tự cân bằng mà, mình đâu sợ bị té đâu. Chạy kiểu ông nội luôn rồi, ôi đã quá. Chiếc này ôm cua là không chiếc nào ngược lại luôn á. Ôm cua chiếc này châm, đúng không mày? Thấy có chiếc nào là ôm cua mà tự tin như thế này không? Vừa ôm vừa rip luôn chứ. Nhưng mà đi đường đèo chứ không phải đường thường, không ôm cua bay vô cây xăng luôn kìa. Sắp mặt luôn, nhém chết luôn, hết bất tử luôn. Rồi chạy trước người tùm lum anh. Tiếp em ơi, phải quẩy em này tới bến luôn. Ôi chạy kìa, cứ như một trò đùa. Thử stun nha, trời ơi tính bay lên nhút dốc lộn mèo cái bánh lại mà không ngờ tông vô cái cục điện luôn, quá nhỏ nè. Lấy chớn, mình lấy chớn mình nhút dốc này nè. Không thắng 190 luôn, bao té tăng tốc chuẩn bị nhút dốc nè. Lên em ơi, tới luôn, lộn luôn, lộn quay vòng luôn. Wow, ui ui trời ơi, lộn được nữa kìa. Ơi không bị dập trái, quá trơn. Ôi xe tên đã vậy. Ấy da, ấy da nữa à. Ui ý à, ừ xe này cái vòng tròn mà mình gớt kiểu nào cũng được, mình gớt ngược không biết có vì sao không ta, để thử gớt ngược coi. Tụi bay ăn nít nít hả? À để mình thử stun cho nó bị gớt ngược nha. Trời nè, gớt ngược nè. Đó sắp mặt lờ luôn. Ủa kỳ vậy, sao ngược đầu lên chổng ngược xuống thì nó bị mất cân bằng ta? Đáng lẽ nó phải giữ được cân bằng chứ.
còn đèn. Ô cái đèn pha quá phê. Nghe ngồi trong xe nào cảm... Ô không thấy đường, ngồi trong xe không thấy đường mày ơi. Xe này ngồi ngoài mới thấy. Ôi giời. Lên núi lúc nào. Thấy ghét rồi. Ồ thấy bài cạo chưa. Bài nhém trúng con quạ luôn à. Thấy ghét chơi tàu quả luôn nè. Lên kẹp mà chơi tàu quả luôn á. Ôi chạy không nổi thí. Thì có đường mòn lên núi kìa. Núi chơi. Ai da. Ôi tắt đèn rồi. Đường. Xe này đi phượt nữa luôn bạn ơi. Đừng giỡn. Có chuyện đi phượt ngon luôn chứ. Không lên không nổi. Phượt. Phượt thì còn kém lắm. Em còn kém lắm. Nè đi lên nào. Ý có cái cây kìa. Có cái mộ what the fuck. Ở đâu vậy? Ở đừng nói mình tìm ra con ma thứ hai nha. Có cái mộ đây nè. Oh holy shit. Rồi để mình chỉnh cho tối coi coi chừng mình phát hiện ra con ma thứ hai á. Ôi trong gata này chưa ai khám phá hết đâu. Nó chỉnh tham lên coi. Ôi cái mộ không kìa. Trời nó có ma không? Không có ma. Không có ma. Không có ma thôi đi. Trước khi đi tao cho nổ tung cái mộ mày luôn. Dù mày là ai nhưng mà mày đã biết quá nhiều. Mày đã biết cái chiến công của tao. Phi chiếc xe phượt này lên tới đây rồi. Rồi mày đã biết quá nhiều. Dù mày đã chết nhưng mà mày cũng phải bị khử thêm lần nữa. Cái này gọi là thêm một lần đau á mày biết không. Đại nhỏ. Không trách ai được hết á. Đó. Thấy chưa. Nhỏ đi đâu cũng nhỏ. Lên núi cũng bị bình tròn nữa. Tưởng nó tưởng là núi đó xây nhà mồ nó hót mình rồi. Không ngờ bị bình tròn. Thấy cân bằng mà sợ đéo gì. Té thế đâu. Thấy đéo nào được. Thấy không đâu té được. Qua lộ nè. Đó. Vuốt dốc luôn. Bay vô điện luôn nè. Không sao. Đó nói là xe bao đâm mà. Ý gì kì vậy. Sao té rồi sao ngước ngày rồi. Shit. Thì bảo khu vực nguy hiểm gì vậy. Trông thử vô mấy nhà đó rồi. Nó khu vực nguy hiểm kìa. Nó tính thù mình kìa. Nó tưởng nít gì á. Đâu có ai đâu. Bóp kèn khi dễ nè. Có mấy con mèo hả? Toàn mèo không vậy? Ê, xin lỗi nha chú mèo. Tao tưởng tụi bay bị bệnh dại. Ừ bắn gết chai rượu luôn. Ủa gì cảnh báo nguy hiểm gì vậy? Con gì vậy? Ôi bị bắn bể luôn. Ông già Noel câu cá nè. Phá lớp bánh xe ở chơi. Xì xe gì ta chơi. Có mẹ gì đâu nguy hiểm gì vậy. Viên một xuyên thấu luôn. Đụng lớp luôn. Có hùng nào chứa dầu không? Ủa hình như nghe tiếng nước chảy. Hùng dầu kìa. Quạt quá bơm luôn. Ê có trò vui nè. Chơi ném bơm vô cái hùng này nè. Ôi lọt ra ngoài rồi.
Được chưa ta? Ủa nó không có vô được. Ý chết bà, chết bà, chạy 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 chạy. Kì vậy? Tao bỏ bơm vô cái hùng cũng được. Ôi chỗ này chén ôm không gì chết đó. Tao phá hủy hai cái xe luôn đi. Cho hai cái bánh tét nè. Ăn tết vui vẻ nha. Đã phá hủy. Chả cái gì đáng nguy hiểm hết á. Ở bên đây có cái chuồng lợn nữa nè. Có người kìa. Bánh tét không bà? Bánh tét không? Gì kì á, mời bánh tét của Việt Nam mà tao không ăn trời. Lạ ha, mấy người này lạ ghê ha. Thôi đi thôi, ta đuổi mình đi. Ây á, gì vậy? Trời ơi, máu mặt luôn, muối mặt luôn, quên đầu nó bảo hiểm này vậy đó. Chạy ngang dưới cái cục máy, lập đầu chết queo. Ok, và video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và subscribe để ủng hộ channel mình. Chào tạm biệt các bạn.